Ngày 25 tháng 3, ghi nhận của tuổi trẻ online, tuyến thoát nước thải phía bắc thành phố Quảng Ngãi từ hồ điều hòa bầu cả theo kênh sông Đào chảy ra sông Trà Khúc đục ngầu hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Quang ở tổ 1, phường Lê Hồng Phong, nói cả đời sống ở đây nên hiểu rõ sự thay đổi của tuyến kênh thoát nước thải và nước mưa chính cho phía bắc thành phố Quảng Ngãi này. Mấy chục năm trước còn kênh đất, hồ bầu cả rất rộng, nước chảy liên tục, không bốc mùi hôi thối. Hơn 10 năm gần đây, tình trạng ô nhiễm từ dòng kênh này mới nghiêm trọng. Tại vị trí dưới chân cầu Trà Khúc 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Đây là điểm cuối cùng trước khi nước thải chảy ra sông Trà Khúc. Tháng 9 năm 2023, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì vấn đề nước thải chảy ra sông Trà Khúc mà không qua xử lý đã được đưa ra bàn. Các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom nước mưa, xử lý nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía bắc trung tâm thành phố Quảng Ngãi chảy ra hạ lưu sông Trà Khúc với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, người dân tiếp tục sống chung với ô nhiễm, sông Trà Khúc tiếp tục bị đầu độc.